còn gì xa lạ với chúng ta. Đúng vậy, đó chính là món ốc bu ôm chuối. Nguyên liệu bao gồm chuối xanh, hành tím, thịt, ốc, đậu hũ. Công đoạn đầu tiên, cắt hết tất cả các nguyên liệu vừa nói xong. Ốc thì chúng ta sẽ ăn thịt và nhờ người khác đổ vỏ. Cho dầu ăn, phi hành tím. Lần lượt cho thịt, ốc bưu, rồi đảo đều. Cho thêm nẻ, chuối. Cuối cùng cho đậu hũ vào, nêm nếm gia vị. Vậy là xong món ốc ôm chuối thơm phức rồi. Chị Liêu Hà Trinh vừa đọc thơ vừa ăn món này cũng được đó nha.